Chào các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ lại tiếp tục cho Chúa Tể Bầu Trời dự đoán kết quả trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan nhé. Tôi sẽ để hai khúc gỗ ngẫu nhiên ở trên cái ghế kia và gắn biển Việt Nam và Thái Lan ở đó. Sau đó thì tôi sẽ cho chim bay tự do lên trên trời và tôi sẽ làm hiệu lệnh để cho nó quay về ăn mồi trên hai khúc cầu đó. Đấy, nó lựa chọn cầu nào thì có nghĩa là dự đoán tối nay đội đó sẽ giành chiến thắng nhé. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi chim bay và về. Rồi nó bay khuất rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ cho mồi lên trên cầu nhé, để cho nó tự về nó lựa chọn một trong hai chiếc cầu này nhé. Rồi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Mày không hớt được bao con trai, tôi bị không tình yêu.